Vương Tử Văn bị chỉ trích vì lộ khoảnh khắc nhân viên quỳ rạp xuống đất đi giày hộ. Mới đây trên trang Sohu ngày 26 tháng 5 có một bài viết gây tranh cãi liên quan đến cách làm việc, ứng xử của ngôi sao và nhân viên ekip. Trong đó Sohu chỉ ra tại sự kiện gần đây, Vương Tử Văn bị bắt gặp hình ảnh để nhân viên của mình quỳ rạp người để sửa giày cho cô. Hành động này của mỹ nhân Hoàng Lạc Tụng khiến cô nhận về vô số gạch đá. Trên Weibo, dưới bài đăng này, netizen xứ Trung tranh cãi kịch liệt. Nhìn cách nhân viên kia quỳ dưới đất để cài qua giày cho cô ta, tôi thấy vô cùng khó chịu. Ngôi sao chính là cái kiểu trịch thượng như thế đấy. Trông khó coi thật sự. Nhân viên chỉ đang làm tốt công việc của mình thôi mà. Tôi thấy hình như quai của đôi giày này rất khó lắp, trợ lý chỉ đang giúp cô ấy cài dây thôi. Ví dụ như bạn đi vào một cửa hàng giày dép cũng được nhân viên giúp đỡ thôi mà. Nhân viên cửa hàng giày dép có giúp nhưng không quỳ, cái này cần làm rõ nha. Trước Vương Tử Văn, nhiều nghệ sĩ cũng nhận về vô số gạch đá vì để nhân viên lâm vào tình cảnh khổ sở như Tần Lam, Lưu Đào, Lưu Diệc Phi. Không lâu trước đây, giới giải trí Hoa ngữ được một fan xôn xao khi cô nàng tinh nghịch khúc tiểu tiêu của bộ phim đình đám Hoàng Lạc Tụng, Vương Tử Văn bất ngờ tuyên bố mình đã có một đứa con riêng và hiện cô đang làm mẹ đơn thân. Dù với nhiều khán giả hâm mộ Vương Tử Văn, đây không phải là một tin tức quá chấn động, thế nhưng việc cô thổ lộ bí mật này với đối tượng có ý định hẹn hò là Ngô Vĩnh Ân lại khiến nhiều người ngạc nhiên và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Còn với Ngô Vĩnh Ân, anh đã không giấu được sự bình tĩnh và tỏ ra khá bối rối sau khi nghe bí mật của bạn gái. Vậy nhưng trong một diễn biến mới nhất, trang QQ chia sẻ bài viết tiết lộ, một netizen đã tóm sóng cảnh Vương Tử Văn và Ngô Vĩnh Ân đưa nhau đi du lịch tại đảo Tam Á. Xung quanh cặp đôi không có bất cứ ai khác. Chính vì vậy, CNET cho rằng đây là lịch trình cá nhân riêng của hai người, không phải để ghi hình. Trên mạng xã hội, netizen dành rất nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi. Trong show, Vương Tử Văn tỏ ra khá dè dặt với các mối quan hệ, đặc biệt là với Ngô Vĩnh Ân. Tuy nhiên, sau một thời gian ở bên nhau, mỹ nhân Hoàng Lạc Tụng dần mở lòng và tỏ ra có tình cảm với mỹ nhân họ Ngô. Theo thông tin, Ngô Vĩnh Ân sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Anh tốt nghiệp trường Đại học California ở Los Angeles, từng học một khóa tiếng Trung tại Đại học Thanh Hoa hàng đầu Trung Quốc, hiện tại đang là một nhà đầu tư. Sở hữu chiều cao 1m83 cùng gương mặt chuẩn nam thần. Nhiều người nhận xét Ngô Vĩnh Ân rất giống Lý Hiện, lại có nét giống nhân vật Vương Lịch Xuyên. Sau khi show lên sóng, cặp đôi được dân tình ship nhiệt liệt. Còn với Vương Tử Văn, cô được biết tới như một diễn viên có nhiều bộ phim đình đám của giới Hoa ngữ. Ngoài ra cũng là một người mẫu sáng giá. Sau thành công của bộ phim nổi tiếng Hoàng Lạc Tụng, Vương Tử Văn dần ghi dấu ấn với người hâm mộ khi tham gia một loạt các bộ phim như Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu, Âm Dương Sư, Tình Nhã Tập. Khi tham gia chương trình thực tế Bình Tĩnh Mà Yêu, cô đã lần đầu tiên thừa nhận đang làm mẹ đơn thân với con trai 7 tuổi.